Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung. Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Vân Nam bắt đầu chuyến công tác tại Trung Quốc. Sáng 5 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, bắt đầu chuyến công tác tham dự hội nghị thượng đỉnh GMS, hội nghị cấp cao ACMECS, hội nghị cấp cao CLMV và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 11 năm 2024. Nhận lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng GMS lần thứ 8. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ tham dự hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawadi Chao Phraya Mekong ACMECS lần thứ 10, hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam CLMV lần thứ 11 và làm việc tại Trung Quốc. Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Trung Quốc có Ủy viên Thường vụ, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy tỉnh Vân Nam Lưu Phi, đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ, phó chủ nhiệm ban ngoại vụ tỉnh Vân Nam Mã Tắc Hân. Cùng đón Thủ tướng Chính phủ về phía Việt Nam có đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai, tổng lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh Hoàng Minh Sơn, tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng, tổng lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh Đỗ Nam Trung, cán bộ, nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, tổng lãnh sự quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Côn Minh. Sự kiến trong chuyến công tác, Thủ tướng sẽ làm việc tại tỉnh Vân Nam và thành phố Trung Khánh. Trong đó, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, cùng với tham dự các hội nghị của các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự và phát biểu tại phiên họp hẹp và phiên toàn thể hội nghị thượng đỉnh GMS8, dự và phát biểu tại hội nghị cấp cao ACMECF10, dự và phát biểu tại hội nghị cấp cao CLMV11, có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước trong khuôn khổ tham dự các hội nghị. Qua đó, truyền tải thông điệp Việt Nam luôn coi trọng và đóng góp thúc đẩy các cơ chế GMS, ACMECS, CLMV cũng như tổng thể hợp tác tiểu vùng Mekong tạo bứt phá trong giai đoạn phát triển mới, khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Thủ tướng Chính phủ có các hoạt động song phương với Trung Quốc tại Vân Nam và Trung Khánh, gồm các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Trung Quốc và các tỉnh, thành phố, thăm các cơ sở kinh tế xã hội tại Trung Quốc, tiếp xúc với kiều bào, cộng đồng người Việt tại Trung Quốc. Qua đó, tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam, Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ngày càng phát triển, sâu sắc, toàn diện và bền vững. Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lần này mang một số ý nghĩa quan trọng sau. Thứ nhất, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, sự tham dự hội nghị GMS lần thứ 8 của Thủ tướng Chính phủ và đoàn đại biểu Việt Nam là hoạt động thiết thực triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, hiệu quả và nâng tầm đối ngoại đa phương. Thứ hai, sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với các cơ chế hợp tác tiểu vùng, trong đó có hợp tác GMS. Các sáng kiến của Việt Nam tại hội nghị sẽ góp phần đẩy mạnh các nội dung và trụ cột hợp tác của cơ chế GMS, trong đó có tăng cường kết nối hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý bền vững nguồn nước. Thứ ba, Việt Nam và các nước thành viên GMS là những nước láng giềng cùng chung dòng sông Mekong, có quan hệ hữu nghị và có lợi ích chung trong xây dựng một tiểu vùng hội nhập, thịnh vượng, bền vững và phát triển toàn diện, ứng phó hiệu quả với các thách thức chung. Sáng 5 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.